tỉnh rồi hả? Chị Nancy, chị có sao không? Cô ổn không? Trời ơi, tạ ơn trời Phật, cuối cùng chị của tôi cũng tỉnh lại rồi. Mà mấy người đã vậy? Gì? Sao chị hỏi vậy? Bộ cô không nhớ gì hết hả? Em mà chị cũng không có nhớ luôn á hả? À, xin giới thiệu với chị, em là Tài, là trợ lý mà chị hay hành sách với em đó. À không, là trợ lý mà 3 năm nay em vẫn ở bên cạnh chị á. Còn đây là cái người cao cao đẹp trai này á, chính là giám đốc điều hành của công ty mình, kiêm quản lý của chị luôn á, chị có nhớ không? Còn kia là Thư, là trợ lý thân cận của Gia Long. Vậy còn tôi? Chị chính là Reency, là một diễn viên nổi tiếng của hiện nay. Nói chung á là cái gì chị cũng tốt hết, nhưng mà có điều là cái tính của chị nó hơi kỳ thôi à. Ôi, cô nghỉ ngơi đi. Ngày mốt mình có buổi chụp hình đó. Chụp gì? Chụp hình với brand son đó chị. Nhưng mà tôi đâu biết chụp gì đâu. Vậy giờ sao? Lỡ mộng chị Nancy không làm được vậy sao? Không làm được thì cho Ninh cho đến khi nào được thì thôi. Nhưng mà không nhân nhị gì hết, hợp đồng anh đã ký rồi. Em cũng muốn đền tiền tỷ không? Bây giờ cô nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho tốt vào. Mình đi rồi. Nhớ hết trơn. Ráng nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe vậy chị. Ủa, bả nhuộm tóc hồi nào vậy ta? Tài, em trai Ninh cái kiểu gì vậy? Như vậy thì làm sao mà chụp cho khách hàng? Dạ, em xin lỗi, để em training lại cho chị ấy nha. Hợp đồng nhỏ nhưng mà toàn là tiền tỷ không đó em. Anh Gia Long, anh xem đó, biểu cảm như vậy thì làm sao mà chụp cho khách hàng được? Rishi vừa mới tỉnh lại, thần thái vẫn chưa có thể tốt được đâu. Nhưng mà còn 1 tiếng nữa là khách hàng retime là cái set này rồi. Không lẽ anh để cho cô ấy diễn như vậy hả? Anh sẽ gọi điện cho khách hàng và giờ xuống 2 tiếng nữa. Sao mà được? Anh nói được là phải được. Em làm tốt công việc của em đi. Gia Long, nhưng mà Gia Long. Alo. Rồi, chào chị. Khách hàng vừa gọi điện. Bộ hình này thành công rồi. Gì hả? Em làm tốt lắm Nancy. Em đã bắt đầu lấy lại trạng thái từ từ rồi đó. Cố gắng phát huy. Đây nè. Mọi người ngồi đi. Wow, Trời ơi chị Reency, trình bày đồ ăn nhìn hấp dẫn ngon miệng ghê nha. Chị mua ở đâu vậy? Chị nấu á. Chị nấu? Ừ. Sao hay vậy? Hỏi gì lạ lùng vậy? Bộ trong nhà này còn ăn ngoài chị hả? Không chị nấu chứ ai nấu. Nhưng mà hồi trước chị đâu có biết nấu đồ ăn đâu. Bộ hồi trước chị không biết nấu ăn thiệt á hả? Đương nhiên, hồi trước giờ chị không có biết gì hết trơn á. Kể cả cái việc biết điều chị cũng không biết nữa. Tài sorry chị, em tài lẹt. Không sao đâu, chị không có buồn đâu. Trước đây á, chị có như thế nào thì em cứ nói thẳng cho chị biết đi. Biết đâu bây giờ chị thay đổi được thì sao? Thôi, không có gì đâu. Nói như đó cũng đủ rồi á. Chị đã nói là chị không có giận đâu mà. Thôi, không có gì đâu. Chỉ là chị... tính ra chị cũng tốt. Có điều là chị hay chửi em nè. Nhưng mà được cái á, là chị rất là quan tâm em. Không quan tâm giống vậy không? Nói chung là hồi trước chị có làm gì cho em buồn á, cho chị xin lỗi nha. Em có gì đã buồn đâu chị. Thôi mọi người ăn cơm đi, đừng có ngồi nhìn nhau nữa. Toàn ăn ngồi hết bây giờ. Đúng rồi đó, anh chị ăn đi. Sắp tới là dự án của bên nhãn hàng Labia. Anh vừa ký hợp đồng cho em rồi Rishi. Thiệt hả em đâu? Nè, điện thoại cô nè. Cảm ơn. Ủa, sao vậy? Chắc là trong dép có cái mảnh sành hay là cái dầm gì ở đâu á. Sao lại vậy? Không lẽ... Leo, cô sao vậy? Không sao, tôi đi trước đây. Nhờ cẩn thận nha. Thùy Linh là ai? Thái độ gì kỳ vậy Thư? Em có biết đây là nhà của Reency không? Gia Long mà, anh phải tin em. Cái dự án này mình khoan hay triển khai với khách hàng đã. Khoan hay triển khai là sao? Hợp đồng mình đã ký rồi. Bộ muốn hoãn là hoãn hả? Vậy em có chắc người đó là Reency không? Thư ơi là Thư, em đừng gây hoang mang cho mọi người nữa được không? Gặp em còn có tính hay bị hoang tưởng nữa. Anh khẳng định lại với em lần cuối, cô ấy là Reency, em nghe rõ chưa? Mà rõ ràng là... Những bằng chứng của em nói ra không hề thuyết phục một tí nào. Được, vậy thì em sẽ chứng minh cho anh thấy điều em nói là đúng. Nào, cô là ai? Tại sao đóng giả là Reency? Cô đang nói gì vậy? Cô đừng có mà giả vờ nữa. Ở đây không có ai hết á. Tháo mặt nạ ra đi. Tôi giả vờ cái gì? Cô nói gì tôi không hiểu hết trơn á. Cô không phải là Reency. Ở dưới chân cô không hề có nốt ruồi son của cô ấy. Tôi đi. Đi với tôi gặp Gia Long nói chứ. Nè, tôi buông ra. Đi, buông ra coi. Chị Nancy. Chị sao không chị? Hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết một sự thật. Cô ta không phải là Reency. Nó cùng nó điên vậy mà nói. Sao cô biết tôi không phải là Reency? Vì dưới bàn chân của cô không có một nốt ruồi sâu màu đỏ. Ai bên cạnh Reency lâu sẽ biết dưới chân của cô ấy có một nốt ruồi sâu màu đỏ. Như vậy đã đủ chứng minh chưa? Sao có thể vậy được?